Địch Nghề Tốt xin chào các bạn, hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Tử vi tháng 9 năm 2018 âm lịch của 12 con giáp tốt xấu ra sao? Tử vi tháng 9 năm 2018 âm lịch của 12 con giáp có khá nhiều biến động. Nếu như người tuổi Thìn chật vật đương đầu khó khăn thì người tuổi Sửu lại ung dung tự tại, đón cơ hội thăng quan tiến chức. Còn các con giáp khác sẽ đón tháng 9 âm lịch ra sao? Cùng Lịch Ngày Tốt xem ngay sau đây nhé! Tử vi tuổi Tý tháng 9 năm 2018 âm lịch. Xem tử vi tháng 9 năm 2018 âm lịch của người tuổi Tý cho thấy dấu hiệu ổn định, công việc tiến triển đều đều, có quý nhân tương trợ. Trong tháng, các mối quan hệ xã giao duy trì ở mức hài hòa, có người giúp đỡ hoặc gặp khó khăn, điềm báo kẻ tiểu nhân tuy có nhưng không ảnh hưởng quá nhiều, bản mệnh vững tin làm những điều mình muốn và gặt hái kết quả khả quan. Tài lộc sáng, thứ tài khởi phát mạnh mẽ, có nhiều cơ hội đầu tư kiếm lợi nhuận cao, sáng suốt lựa chọn và quyết đoán sẽ mang lại thành quả to lớn cho bạn. Có điều vận trình vẫn tiềm ẩn hung hiểm nên đừng chủ quan, hiện tượng phá tài ẩn tàng, cẩn thận quản lý túi tiền thật chặt, chi tiêu duy trì ở mức cân đối, tiết chế ham muốn mua sắm quá độ, ra ngoài hạn chế mang theo nhiều đồ quý giá, kẻo bị trộm mất. Ngoài ra, cẩn thận khi cho vay mượn tiền bạc, tránh tình trạng tiền một đi không trở lại. Người tuổi Tý thường có sức khỏe ổn định, hầu như không bị bệnh tật nghiêm trọng. Có thời gian nên chăm chú chăm sóc bản thân, học cách giải tỏa tâm lý như chia sẻ với gia đình, người thân, bạn bè hoặc đi du lịch nhiều hơn, hăng hái tham gia các hoạt động tập thể. Tháng vượng đào hoa, bản mệnh chủ động nắm bắt để thúc vượng nhân duyên, không khó để gặp được người tâm đầu ý hợp. Các cặp vợ chồng có dịp hóa giải mâu thuẫn, hâm nóng tình cảm bằng sự quan tâm, chăm sóc tỉ mỉ hay một vài chuyến đi du lịch xa cùng nhau. Tử vi tuổi Sửu tháng 9 năm 2018 âm lịch. Coi bói tử vi phương Đông, sang tháng Nhâm Tuất, người tuổi Sửu vượng vận quý nhân, có lợi cho sự phát triển sự nghiệp, cơ hội thăng quan tiến chức âm âm. Tài lộc vượng, đầu tư phù hợp sẽ thu về lợi nhuận tối ưu, nên mạnh dạn triển khai và mở rộng, nhưng đừng quá tham lam mà mù quáng, bị kẻ xấu lừa gạt tiền của. Vận trình tình cảm hài hòa, đôi bên ít phát sinh mâu thuẫn dù thời gian bên nhau không quá nhiều, tuy nhiên cần phải đề phòng kẻ thứ ba xuất hiện, phá hoại hạnh phúc gia đình. Sức khỏe những chú trâu khá ổn định, chú ý bảo vệ mắt, ăn uống tăng cường thực phẩm bổ dưỡng cho mắt, nâng cao thị lực. Tử vi tuổi Dần tháng 9 năm 2018 âm lịch. Xem tử vi tháng của 12 con giáp, người tuổi Dần được tam hợp cục che chở, vận khí khởi vượng, mưu sự dễ thành, ưu tiên tiến hành những dự định lớn hoặc quan trọng, tỷ lệ thành công khá cao. Tài lộc vì thế cũng dồi dào, thu nhập đến từ nhiều nguồn, cả chính tài và thứ tài đều hanh thông. Về phương diện tình cảm, mọi thứ đều duy trì ở mức hài hòa. Một khi đã có nền tảng tình cảm vững vàng, bản mệnh yên tâm phần đầu cho những dự định lớn lao trên con đường sự nghiệp và làm giàu. Về sức khỏe, người tuổi Dần chú ý duy trì chế độ ăn uống, nghỉ ngơi và luyện tập thể thao đều đặn, tránh tình trạng tăng cân đột biến. Đi đứng, lái xe phải cẩn trọng, không uống rượu bia, đảm bảo lộ trình an toàn. Tử vi tuổi Mão tháng 9 năm 2018 âm lịch. Xem tử vi tuổi Mão tháng 9 năm 2018 âm lịch, thấy vận khí cát lành mang tới sự thuận lợi và hỷ sự. Sự nghiệp vẫn luôn có trở lực nhưng không lớn, bằng trí thông minh và tài ngoại giao khéo léo, bản mệnh vẫn đạt được mục tiêu đã đề ra. Xem vận mệnh của người tuổi Mão theo tháng sinh âm lịch để hiểu hơn về con giáp này. Tài vận khởi vượng, thứ tài đắc lợi, mang tới vận may về tài chính. Thời điểm này thích hợp đầu tư, kinh doanh, nhất là các dự án bất động sản. Nhưng lưu ý, phải biết điểm dừng kẻo tham thì thâm. Phương diện tình cảm khá lý tưởng, nhân duyên nở hoa kết trái, dù là người độc thân hay đã kết hôn, đều giải tỏa với những mối quan hệ hiện tại. Về sức khỏe, những chú mèo hết sức lưu ý vấn đề an toàn khi đi lại cũng như trong lao động, nhất là những ai thường xuyên phải lái xe đường dài hoặc làm các công việc nguy hiểm, chú ý bảo vệ tính mạng của chính mình.
Tử vi tuổi Thìn tháng 9 năm 2018 âm lịch. Xem tử vi tháng 9 năm 2018 âm lịch, người tuổi Thìn chịu ảnh hưởng của cục diện tương xung, vận trình tháng giảm sút mạnh. Công việc đối diện với nhiều khó khăn, áp lực nên thăng trầm bất ổn, có những việc tưởng chừng sắp hoàn thiện nhưng giữa chừng lại bị dừng lại do sự cố hoặc lý do khách quan nào đó. Vận trình tài lộc chưa có sự khởi sắc, duy trì nó ở mức ổn định là tốt rồi, không cưỡng cầu phát tài phát lộc. Người kinh doanh, buôn bán nhỏ lẻ cũng nên chú trọng tìm hiểu về chất lượng sản phẩm thay vì chỉ chăm chăm chú ý cạnh tranh giá cả. Có như vậy, tình hình kinh doanh mới khởi sắc được. Nên chọn đối tác làm ăn hợp mệnh để thúc vượng tài lộc. Tâm lý bất ổn là nguyên nhân chính khiến cho vận trình tình cảm của người tuổi Thìn xuống dốc. Vì cục diện tương xung ảnh hưởng, bạn rất dễ nóng nảy, suy nghĩ bế tắc, thậm chí nảy sinh lòng đố kỵ, thiếu sự nhẫn nại. Trong công việc cũng dễ hiểu, nhưng nếu điều này ảnh hưởng tới chuyện tình cảm lứa đôi, quả thực là không đáng. Sức khỏe của người tuổi Thìn giảm mạnh vì tinh thần suy sụp, suy nghĩ quá nhiều và áp lực không được giải tỏa. Ngoài ra cần đề phòng các chứng bệnh về tim mạch nghiêm trọng có thể bị đột quỵ. Tử vi tuổi Tỵ tháng 9 năm 2018 âm lịch. Xem tử vi năm 2018, sang tháng Nhâm Tuất, vận trình của tuổi Tỵ giảm sút, xuất hiện một vài dấu hiệu bất thường, ảnh hưởng khá nghiêm trọng tới tinh thần. Công việc cạnh tranh kịch liệt, có kẻ tiểu nhân hãm hại, muốn kê cao gối ngủ cũng khó trong giai đoạn này. Hợp tác làm ăn không suôn sẻ ngay từ đầu, cần phải chọn đối tác cả về đạo đức và tiềm lực tài chính. Tài vận khó mà như ý, khi tiền kiếm được bao nhiêu lại tiêu sạch. Các khoản chi tiêu trong tháng phát sinh nhiều lại có dấu hiệu phá tài, cần phải thận trọng. Kinh doanh, buôn bán khá chật vật, cần phải nghĩ ra cách thức để nâng cao doanh thu bán hàng. Theo dõi tử vi hàng ngày của 12 con giáp, thường xuyên để chủ động nắm bắt cơ hội tài chính. Tháng này đào hoa khá vượng, thích hợp cho người độc thân tìm nửa kia, có lợi cho các cặp đôi tính chuyện kết hôn. Tuy nhiên, các cặp vợ chồng liên tục xảy ra tranh cãi, mâu thuẫn vì không có tiếng nói chung. Cả hai nên cùng nhau xem xét lại vấn đề, sự nỗ lực của một người thôi là chưa đủ. Sức khỏe tháng này khá ổn định, tuổi Tỵ không mắc bệnh nghiêm trọng, tuy nhiên bệnh lặt vặt thì lại khó tránh. Tháng này thời tiết chuyển lạnh sâu, chú ý giữ ấm cơ thể, không để cho hàn khí xâm nhập, gây ra những chứng bệnh về phong hàn như cảm mạo, đột quỵ, ho hắng. Tử vi tuổi Ngọ tháng 9 năm 2018 âm lịch. Xem tử vi năm 2018 của tuổi Ngọ, trong tháng 9 âm lịch, vận trình bản mệnh sáng, đại cát, đại lợi. Công việc thuận lợi, tiên đồ sáng lạn, thích hợp để phát triển quy mô làm việc, thử sức với các hạng mục mạo hiểm hơn. Bản mệnh có tài tinh cao chiếu, mang tới nhiều vận may tài chính, hứa hẹn sẽ gặt hái những thành công ở các hạng mục kinh doanh và đầu tư. Vận trình tình cảm đa sắc, phong phú, nhiều trải nghiệm bất ngờ, nhân duyên khác giới đi tới đâu cũng vượng, khiến cho bạn luôn được mọi người chú ý. Thời điểm này thích hợp cho các cặp vợ chồng hóa giải mâu thuẫn giận hờn và hâm nóng tình cảm. Phương diện sức khỏe của tuổi Ngọ bình ổn, ngoài yếu tố dinh dưỡng, bản mệnh nên chú trọng luyện tập thể thao, nhất là dân văn phòng hay phải ngồi lâu, ít vận động, nguy cơ mắc các bệnh về xương khớp và mắt rất cao. Tử vi tuổi Mùi tháng 9 năm 2018 âm lịch. Xem tử vi tháng 9 năm 2018 âm lịch, người tuổi Mùi báo hiệu khá nhiều biến động xấu có thể xảy ra do cục diện tương phá ảnh hưởng. Theo đó, công việc có thể phá bĩnh, gây điều tiếng thị phi, ngấm ngầm hãm hại. Dù là ai đi chăng nữa, có thể bạn biết thừa, nhưng đây chưa phải là thời điểm để chỉ thẳng mặt người ấy. Hãy lấy lòng quân tử để đối đãi kẻ tiểu nhân, mỉm cười trong mọi nghịch cảnh, khắc ắt phục được lòng người. Tài vận có xu hướng giảm, chính tài ổn hơn, thứ tài hơi ảm đạm. Thời điểm này, nếu đầu tư các hạng mục quy mô lớn là một sự mạo hiểm, cần phải cân nhắc kỹ càng, nên học cách chi tiêu tài chính thông minh, khoản gì cần thiết nên chi dùng, ngược lại nếu không quá cấp bách thì có thể trì hoãn. Trong tháng ra ngoài khóa cửa cẩn thận, đề phòng kẻ trộm đột nhập.
Vận trình tình cảm của người tuổi Mùi chưa đâu vào đâu, bản mệnh vẫn tiếp tục những rắc rối còn tồn đọng từ tháng trước. Chỉ còn cách suy nghĩ lạc quan hơn, học cách buông bỏ, tâm trí bạn mới có thể thư thái được. Phương diện sức khỏe xảy ra vấn đề rất lớn bất thường, chú ý dưỡng sinh bằng cả đường ăn uống và luyện tập thể thao. Ngoài ra, đề phòng các bệnh lây lan qua đường hô hấp do thay đổi thời tiết. Tử vi tuổi Thân tháng 9 năm 2018 âm lịch. Xem tử vi tuổi Thân năm 2018, sang tháng Nhâm Tuất, công việc của bản mệnh diễn ra như thường lệ, gây cảm giác nhàm chán, nhất là những ai làm công chức, mong mọi thứ theo một nhịp điệu quá chậm chạp khiến cho không ít bạn khó mà thích nghi, nảy ra ý định muốn thay đổi môi trường làm việc. Các mối quan hệ xã giao thiếu sự hài hòa, bản mệnh hành xử lỗ mãn, dễ đắc tội với người khác, không nhận được sự đồng thuận của đồng nghiệp, con đường phát triển sự nghiệp càng thêm chông gai. Tài vận trong tháng không có sự chuyển biến tích cực, ngược lại còn có dấu hiệu phá tài, tổn hao tiền của. Có tiền thì phải quản thật chặt, đừng hớ hênh để kẻ lạ theo dõi, đột nhập vào nhà mà trộm cướp, mất tiền mà tính mạng cũng bị nguy hiểm. Chuyện tình cảm không ai nói trước được điều gì, giống như thời tiết nắng nóng, nắng mưa thất thường, nhất là khi có kẻ thứ ba xuất hiện. Thay vì hoài nghi mâu thuẫn với đối phương, hãy xem xét lại chính bản thân mình. Phải chăng tình cảm đang nguội lạnh là nguyên nhân gây ra tất cả? Trong tháng cần phải đề phòng bệnh cũ tái phát, nhất là những bệnh về hệ tiêu hóa như đau dạ dày, viêm loét dạ dày, hành tá tràng. Tử vi tuổi Dậu tháng 9 năm 2018 âm lịch. Xem tử vi 2018 của người tuổi Dậu, trong tháng 9 năm 2018 âm lịch, Dậu Tuất tương hại, đố kỵ lẫn nhau, mang điềm báo tiểu nhân hãm hại trên con đường công danh sự nghiệp của bản mệnh. Theo đó, cần phải hành sự thận trọng, tiết chế cảm xúc, nhượng bộ một chút để được yên ổn. Với những việc quan trọng, bạn nên tiến hành một mình. Bởi tai vách mạch rừng, bạn cũng có thể chuyển thành thù nếu như việc cạnh tranh về tiền bạc, lợi ích hay quyền lực. Tình hình tài chính mất dần sự ổn định, thay vào đó lúc thăng lúc trầm, khó đoán định. Tuổi Dậu vốn có kỹ năng quản lý tài chính tốt nhưng lại mắc tật chủ quan, không tính toán kỹ càng hoặc quá coi trọng bản thân nên vẫn khó tránh khỏi sai lầm. Tháng này có hiện tượng phá tài nên giữ túi tiền thật chặt. Sức khỏe có dấu hiệu giảm sút, bệnh cũ tái phát, có họa huyết quang, tai nạn xe cộ bất ngờ nên thay đổi thói quen sống tích cực hơn, hạn chế ăn hàng quán, hút thuốc lá, uống rượu bia để cải thiện thể chất của chính bạn. Tình cảm lứa đôi trục trặc, dù đã kết hôn hay đang yêu, mâu thuẫn liên tiếp nổ ra. Nguyên nhân chính vẫn là sự đối lập về quan điểm sống, cũng như cái tôi cá nhân quá bướng bỉnh của cả hai người. Tử vi tuổi Tuất tháng 9 năm 2018 âm lịch. Xem tử vi tháng 9 năm 2018 của người tuổi Tuất, bản mệnh đương đầu thái tuế, vận trình đầy dẫy khó khăn. Thời điểm bản mệnh nảy sinh tâm lý chán nản, tự khép mình vào thế giới riêng, ngại giao tiếp với mọi người xung quanh, tự đẩy mình ra khỏi tập thể, không có lợi cho con đường phát triển sự nghiệp. May mắn là tình hình tài chính trong tháng vẫn khá ổn, bạn không phải lo lắng hay suy tư quá nhiều về tiền bạc. Chính tài có dấu hiệu tăng nhẹ, thứ tài cũng khởi sắc hơn, tuy nhiên dấu hiệu phá tài vẫn rõ ràng, nên chi tiêu tiết kiệm hơn, đầu tư phải thận trọng, kẻo bị kẻ xấu lừa gạt. Bản mệnh nên xem phong thủy hàng ngày để có được những lời khuyên hữu ích về tài chính. Phương diện tình cảm nhìn chung ổn định, không nhiều biến động, dám yêu, dám ghét, dám làm, dám chịu, vốn là cá tính đặc trưng của tuổi Tuất. Nhưng khi đã thực sự rơi vào lưới tình, không ai có thể nói trước được điều gì. Dù thế nào đi nữa, hãy cứ là chính mình trong mọi hoàn cảnh. Yêu lý trí một chút sẽ tốt hơn là ủy mị và lụy tình. Mặt sức khỏe trong tháng cần phải chú ý đến các vấn đề về da như dị ứng, ngứa ngáy, mẩn đỏ. Kịp thời đi khám để được sự tư vấn và cách điều trị dứt điểm. Để lâu triệu chứng khó chịu biến thành bệnh mãn tính thì nguy. Tử vi tuổi Hợi tháng 9 năm 2018 âm lịch. Luận giải tử vi chọn đời cho thấy sang tháng Nhâm Tuất của tuổi Hợi thấy có khung cát đan xen, nhìn chung là tháng khá yên ổn, không phải lo lắng nhiều. Công việc tiến hành đều đặn,
có đi đến kết quả cuối cùng nhưng hiệu quả không thực sự tốt. Đôi khi cách thức làm việc quyết định phần lớn tới kết quả công việc. Hãy thử thay đổi cách làm hiện tại, biết đâu nó sẽ mang tới nguồn cảm hứng hoàn toàn mới, giúp bạn có được sự đột phá trong sự nghiệp. Tài vận tuy có khởi sắc nhưng chậm, dù sao đi nữa bạn cũng khá may mắn về vấn đề tiền bạc, không lo túng thiếu, chi tiêu trong tháng không hề ít, nhưng tất cả đều nằm trong dữ liệu của bạn nên không phải quá bất ngờ. Tình hình tài chính buôn bán ở mức khá, doanh thu đều, không lo ế ẩm. Chuyện tình cảm dần đi vào giai đoạn ổn định hơn trước, đôi bên đã chịu dành thời gian chia sẻ, quan tâm đến cảm xúc của nhau. Nhưng vì cuộc sống quá áp lực, hai bạn vẫn dễ nảy sinh tranh cãi và mâu thuẫn. Người độc thân đào hoa khởi vượng, chủ động tìm kiếm nửa kia cho mình. Tỷ lệ mai mối thành công khá cao. Sức khỏe của người tuổi Hợi khá ổn định, chú ý dưỡng sinh bằng thực phẩm và duy trì thói quen tập luyện thể thao thường xuyên. Chú ý đảm bảo an toàn khi tới các vùng sông nước, tránh tình trạng bị đuối nước, ngạt nước. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình của Lịch Ngày Tốt. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Đừng quên đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.